À, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của một đại gia ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. À, và đây chính là cái khu vực ngâm rượu của nhà đại gia. Hầm rượu này thì có 23 chung. À, và theo như chủ nhà cho biết thì cái số rượu ở đây và số rượu ở trong nhà có tổng cộng 6.300 lít. À, rượu thì ngâm càng lâu càng tốt. À, và tốt hơn nữa thì chúng ta ngâm bằng cách đó là chôn nó xuống dưới lòng đất. Các cái đại gia thì đa số là nhà nào cũng nhiều rượu, vì nhu cầu giao lưu tiếp khách rất nhiều. Thường thì họ quan niệm rằng rượu từ gia đình ngâm thì an toàn, cho nên là những cái cuộc vui ở quán ở xã thì thường thường họ cũng mang rượu đi theo. Và mình cũng đi nhiều nơi nhưng mà chưa thấy gia đình nào mà ngâm nhiều rượu như gia đình của đại gia này. Không biết là uống lúc nào cho hết cái số rượu này.